so sánh là cái vườn cạo, hai cái vườn cùng trồng trồng một ngày luôn, nhưng mà cái vườn áp khí với cái vườn cạo mì nhỏ, vườn cạo đục thì rõ ràng là cái vườn áp khí thì bây giờ chỉ tốn ít da cây thôi, đó nó chỉ tốn như đây thôi. Còn đối với cái vườn mà họ cạo truyền thống á, thì họ đã cạo đục lên là chẳng ba luôn rồi, thì là chuẩn bị hành lý rồi. Và cái đường kính cây của bên vườn áp khí á, thì nó sẽ to hơn là đường kính cây của bên cái vườn cạo đục. Đây là cái vườn bên cạo đục thì nó cạo tới chẳng ba hết rồi. Đây, cạo cao hết rồi. Đây, cạo tới chẳng ba hết. Thì rõ ràng là bây giờ cái vườn này chỉ còn đợi hành lý thôi. Còn cái vườn phía bên kia thì vẫn còn khai thác rất là lâu dài mà sản lượng đạt hơn nhiều. Nên là cái phương pháp áp khí á, dùng đúng cách đó, thì nó sẽ giúp cho cái gia tăng cái thời gian khai thác lên rất là nhiều lần và đảm bảo cái sản lượng tăng từ năm này qua năm khác. Còn nếu mà cạo đục cái này thì cạo đục giống rêu thì năm đầu tiên nó tăng thôi, nó cao thôi, còn sau đó là nó sẽ giảm từ từ. Và áp khí là đặc biệt là sau khi làm 3 năm áp khí á, thì mình có thể là mình chuyển qua là mình làm gia tái sinh, sản lượng vẫn đạt. Đây, cạo tới chẳng ba hết rồi. Đa phần là tới chẳng ba. Nên đây cạo ráng những cây mà không tới chẳng ba thì nó sẽ mất thời gian. Chỉ lâu lâu chỉ có một số cây là nó còn một ít ở trên. Rồi cái dàn lá phía bên cái vườn áp khí nó nhìn rất là xanh nha. Đây, chẳng ba hết. Rồi, xin chào mọi người nhé. Tới chỗ khác, chặt cây khác. Cây này biết nó vậy nè. Chặt hết cây của chú. Cây nữa đây, cây nữa. Đấy, đúng rồi. Mình muốn làm mà phải coi cho nó tới. Tính vô, tính vô. Tôi cũng nông dân, tôi cũng đâu có ngán vậy đâu. Mình ăn cứ làm đi rồi, phải được thì làm, để anh em nhiều khi á mình làm rồi lúc cũng không có thỏa mãn, cứ vậy. Mày hả mày? Từ từ chú, nói gì nói chứ cũng phải từ từ. Xót cây ta chú. Có gì đâu. Xót cây ta. Không có gì, trời đây cây này giống vỏ mà. Bỏ con tô mũ ổn à. Đừng dính áo coi. Kìa mũ trong tiếng trong nó phúng ra nhanh. Kéo lần nữa bị đè. Kéo một lần ra đi luôn. Đừng có nóng. Kéo giờ chú kéo một lần này nó đứt mặt chứ còn vậy nó bị nó bị ép thứ nó bị đè mặt lại. Anh cứ giặt xéo xuống rồi đây. Giặt xéo vô thấy mặt cũ rồi này sắn vô sắn bít. Sắn như bít đè. Bởi nãy tôi mới kéo hô sắn sâu tôi kéo rẹt. Này có cây dao Thái Lan. Rẹt một cái một. Cái này là tại vì vườn chơi bỏ cạo lâu quá, không còn dao nữa. Giờ phải lấy dao phai chặt cây cao su. Ừ. Sườn. Bây giờ nó thấy chậm thì chứ ra hoài luôn ra tới cùng. Tính chịu luôn. Cái này mới có 1 năm thôi. Cái dưới là 3 năm rồi đó. Đây giờ cát rồi, vô tới với thượng tầng đây còn muốn. Muối đập lắm. Mới năm rồi năm nay mình thấy còn ngủ không? Nhưng mà tại vì có cái cây thí điểm là hai cây ngủ rồi. Cây thí điểm năm 2 rồi có. Có chú có cây thí điểm từ 3 tháng rồi này cũng có. Đang thúc gì mà chú? Bữa nay giờ đang chuẩn bị chưa khoan mà thúc tí chưa bơm nữa mà bơm đâu? Rồi á, tại nó rút ra. Rút ra. Bởi vì khi mà bởi vì khi mình bơm một lần mình đừng quan tâm. Mai quan trọng là có mũi hay không chứ mà cứ bơm lại là nó lại ở dưới ép nó lên thôi á.
nó tự rút, mình không quan tâm. Vì nó tự rút vô rồi hết rồi. Tự rồi hết rồi. Thằng rút lắm, thằng rút nhiều gì. Thôi, tao thèm nước ông ơi. Cái này vô tình để nước này con hút động. Được cái thêm cái chiêu để tiếp tục là cho rút cạch. Sao này cái cạch hả? Vô tình, vô tình. À, không ngờ vô tình. Cái này thường mà em khoan vô à, thì để mình gỡ mình cắt chứ để là vậy chứ nữa. Không, là bắt đầu khoan. Không được rồi, mới mốt rồi, tới cửa 2, cửa 3 rồi mình để bơm hoài. Ngày nữa bơm nào. Đây đâm tới rưỡi lần. Mười mấy bữa nó bơm nữa hả? Ừ, 12 ngày 3 cử nó mới khoan bơm lần nữa. Rồi chạy như cuốc họ khoan làm sao, họ cạo bị nhỏ. Thì họ cạo lên cái ngay chỗ họ khoan luôn. Cũng mũ bình thường. Bị hư da cho nó. 3 giờ. Nên xin clip để em gửi cho cái clip đó. Mà bơm một 2-3 clip vậy hết bao nhiêu tiền. Anh cho cây nó lớn lên đi miệng thịt nó không ít rưỡi dưới đây nè. Ghê tao, miệng cao vậy không dịch xuống luôn. Họ cứ ăn cái dại này họ không thích đục lên. Giờ này mình không khoan nữa, mình đục cái dại này mịn, dại này là mịn. Họ cạo bị nhỏ bình thường, mũ vẫn đạt bình thường, như khoan thôi. Đấy, một tư vậy. Tính ra nếu mà mấy cái vườn cạo đục như vườn bên kia là cây nó nhỏ hơn cái cây vườn khoan nhiều. Cộng được nữa. Cộng được luôn, cùng ngày luôn. Bên kia giờ xong rồi sắp cắt rồi. Bên kia là sắp cắt rồi. Đúng không? Cắt luôn rồi. Tại vì tới chẳng ba nó còn cạo được nữa. Có lúc nào chứ cảm thấy tới chẳng ba hết rồi. Còn vườn này họ làm thì qua năm nay có thể là xuống dưới tái sinh làm được rồi. 2 năm là xuống tái sinh được, nếu mà cho cái lượng mũ nó tốt hơn á thì 3 năm là qua năm nay họ làm nè, qua năm thứ tư á là họ xuống dưới đây họ làm. Lát nữa mình tới cái vườn vậy á là họ làm ở dưới tái sinh là cũng đục tầm cao rồi, đục tầm tới đây hết rồi. Tầm tới đây hết. Quy khô cũng 2 tấn, nhưng mà vẫn cũng có lúc, nhưng mà vườn đó hơi cong. Cái lô này nếu vào thời điểm lá ổn định đàng hoàng rồi bồn khí này chắc ngủ dữ lắm. Cái sinh quy khô 2 tấn là cũng ok, nhưng mà chủ vườn làm thì chắc là hơn 2 tấn, tại vì hơi cong thì cái không bằng chủ vườn làm đâu. Chủ vườn làm năng suất cao hơn nhiều, tại vườn ta cũng cả 10,000 cây nên ta không có tự làm được. Khoan hưởng vừa da tái sinh. Vậy da tái sinh này tính ra là khoan này đặt mũ rồi nè. Tốc độ này là khoan là đặt mũ da tái sinh dưới rồi. Chế rồng rồng. Đây là vườn nhà, chụp cái di chuyển là đặt mũ. Đúng chuyện đó. Cái này nãy khoan chưa sâu hết cỡ. Chưa được 4 năm luôn, vẫn ở miệng, vẫn làm, ăn dứt mà ta 900 đồng độ ha. Là mở miệng luôn. Là bây giờ làm là nếu mà tôi làm nếu như không phải nói gì, nhưng mà cái cây này là làm rồi mình cạo kỹ rồi tới bây giờ khi bây giờ là nó cạo người ta đó, người ta thanh thích thanh lý rồi đó. Một cái đám này đằng sau tôi thanh lý luôn nè đó. Tôi giờ tôi ăn vậy thì tôi nói giờ kỹ lắm, tôi kỹ, tôi không có mà hiểu mà nói mà ăn bê pha đâu. Từ nào gì nói vậy, chú có tính được ra quy khô không? Không có tính nguy khô được chứ, mà liệu tính sản là tiền nước, tiền cũng được đó. Ổn định, nói chung là tiền ổn định đi. Cái tiền nó ổn định dữ lắm, nó không có như cái thằng cậu của mình. Thay vì của thằng cậu của mình đó là khi mà mình đó là tới cái mùa mưa phải không, là có thể 10 ngày mình cạo ngày hay ngày. Còn cái này là cứ hả 1 tháng 7 bữa là tháng 7 bữa. Chú có cộng thử cả năm vừa rồi được khoảng nhiêu không? Thì nó hơn cái thằng cạo mà đi, tôi nói vậy đi. Không, thì biết á, tôi nói giá, vậy. Cái giá thì năm rồi nó cao hơn giá năm trước, thành ra mình cũng so với cái thời điểm mà 2 năm phải không? Nhưng mà điều cái chắc là nó phải hơn rồi đó. Ví dụ vậy đi, hồi xưa chú cạo tay đi, chú cạo tay, chú cạo đôi mấy? Cạo đôi hai. Đôi hai một dăm được khoảng bao nhiêu ký mũ và độ khoảng trung bình bao nhiêu chú? Thì hồi đó cũng có mướn người ta cạo nữa, thành thử ra nó cũng không biết sao nữa, nó cũng tèm lem trong đó. Tại vì mình mướn người ta, nhiều khi tôi nói năm trước đó, tôi không cạo được, mà tôi chuyển qua áp khí này ha. Là cái năm trước nhiều khi 10 ngày nó cạo tôi có một bữa màu à. Là tôi bất mãn quá. Khoảng chứ 10 ngày cạo có ngày rồi nó cạo được có 70-80 kg. Thì mình nói vậy là nó quá tệ. Giống như mình hỏi chứ 10 ngày cạo có ngày rồi lấy gì đâu ăn. Rồi cuối cùng là khi mà hồi đó tôi cũng đâu có, tôi coi trên mạng thấy bọn anh đăng lên đó, là cái tôi chuyển qua tôi làm lại, tôi thấy được hơn, nó thấy nó ổn định hơn. Là nó được khoảng nhiêu ký chứ? Nó được, nếu ở đây vườn này 1,000 cây, hắn nói thật sự nó có bữa đạt nhất á, là 400-500 kg, đi khoảng 3 mấy độ á.
Bây giờ cái vườn này là một bình quân á ha, là nó đi là bình quân á, cái cử đầu tiên á là nó đi khoảng 300 mấy á. À, cử thứ hai là khoảng nhiều khi nó đi cũng 300 mấy nữa không chừng. Độ, hoặc 200 mấy. Độ được nhiều lắm, đừng độ, à, độ thì nó đi khoảng 32 33 độ chứ không cao lắm. Nó ngay bị cái vườn này là nó đất ruộng độ nó thấp, nước của nó dữ lắm. Này đất ruộng thì giống cái gì vậy? Rêu 4. Rồi. Rêu 4 với thằng VM. VM nó lại mụn dữ hơn. Nhưng mà cái độ nó không bằng, không biết độ dữ không bị. Rồi tới cái lúc mà tới cái dao khoan thứ 5 thứ 6 đó, lúc đó là nó còn bao nhiêu ký? Cái dao thứ 3 thôi chứ không dao thứ 5 thứ 6. Thứ 3 là mình bơm lại rồi. Bơm lại rồi. Không có để dao thứ 5 thứ 6, dao thứ 5 thứ 6 thì cái đó mình cũng chưa có làm mà theo cái ý này á. Không chứ là ba dao bơm, ba dao bơm. Ừ nó vậy, đúng vậy. Rồi dao thứ 3 là còn nhiêu ký? Dao thứ 3 khoảng còn trăm mấy á. À, 1000 cây được có 100 mấy ký à? Ừ. Là độ lúc đó nhiêu? Thì nó nhỉnh lên, nó qua thí dụ như cái kia là nó 32 phải không? Ừ. Nhưng mà khi mà nó tới cái dao thứ tư, dao thứ 3 đó là nó lên khoảng 34 độ. Ừ. Đó, trăm mấy ký nha. Thì nó thường khoảng 120, 130, 150 không chừng. Ừ. Nó vô định được mình. Thế không có 1500 kia ra 500 chỉ có 70. Còn 70 là nó đâu phải nói, nếu mà ông nào đi cạo ở đây không biết sao có đất đây á. Đất ở đây, nếu mà đất ở Tây Ninh này mà đất vùng này á, là tôi chỉ nói là nếu mà cạo giỏi á 1000 cây là đi khoảng 100, 101. Đất Tây Ninh nó không phải như đất ở chỗ khác. Ừ. Không, đất Tây Ninh mình á, đất Tây Ninh đây nè, là thí dụ của tôi đây, tôi cạo là mấy năm trước tôi biết. Chú có hỏi thăm cái vườn kế bên này là một ngày công nhân nó cạo một phần cây được khoảng nhiêu ký mũ à? Thì nó cạo nếu mà nó đục, mà cái bây giờ tôi nói cái này là mình không thể nói được cái gì nó. Nữa thí dụ giờ tôi nói ngay mày là quá trình tại sao mà mình không nói được cái vấn đề sản lượng. Sản lượng là như cái bây giờ cộng lượng với nhau, nhưng mà cái ông đó ổng ăn ổng xuất thuốc. Có thể là ổng xuất thuốc hoặc ổng cạo dâm dày. Thí dụ giờ ổng cạo trong vòng 1 năm, nhưng mà ổng có thể là 2 năm 3 năm là cây của ổng đã thanh lý rồi. Cái ổng không thể còn khoảng nhiêu ổng bên đó nó cạo được khoảng nhiêu ký? Nó cạo 250, 170 luôn á, nhưng mà đều là nó ăn chia. 170 là 500 cây hay 1000 cây? Ngàn á chứ, cũng ngàn. Ở đây chứ. Cạo 1000 không ạ? Ngàn. Người ta đây nó làm 1000 không à. Bởi vì là này nó cạo 1000 mấy 2000 luôn á. Biết sao không? Bởi vì là này nó ăn chia. Ừ. Nó ăn chia sản lượng đó, là thí dụ giờ nó cạo là nó cạo nó xích thuốc cơ bằng suốt luôn, nó xích còn nhiều khi còn 2-3 độ á. Thì tôi nói vậy là mấy ông bằng cao su luôn, ông biết nó đi tuột còn 2-3 độ tất nhiên là nó xích thuốc dữ lắm. Nó cạo rồi là... của chú á là dao đầu là chú được khoảng 300 mấy. Ừ. Dao hai cũng 300 mấy. Ừ. Dao ba là còn 100 mấy. Ừ. Rồi chú bơm khí lại là vô nó có quay lại đủ 300 mấy như đầu. Đủ 300 mấy nếu mà mặn đúng là sao chứ, đúng quy trình của nó. Thí dụ giờ mình làm không ép cây đó mặn đúng, còn nếu mà hả nếu mà tình trạng nếu mà nó bị quay đầu á thì cái đó mặn không đúng quy trình đó. Đó bởi nên cái này nó khó mới dễ đâu nha, nó dễ khó, nhưng mà nó khó chỗ nào mình sai là thường mình sai chỗ nào là tất nhiên anh bơm khí nhiều quá thừa khí cũng không được, mà dư cũng không, mà thiếu cũng không được, nó đúng không đó, rồi mình bởi nên nó khó cái đó chứ không phải mà nói nó này chơi đi 4 là ngon nhất. Ừ, đi 4 là ngon nhất. Đi 4 hoặc đi 5 cũng được, mà đi 4 thì nó vừa đó, đi 4 là nó vừa với cái rêu thì nó còn đi 3. Đi 4. Cũng đi 4. Chứ không đi đi 3. Đi 3 thấy cây ép lắm.